lời chào đến các khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với miền đất đỏ sân vận động Bình Phước để dõi theo trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia Casper 2023-2024, trận đấu giữa Trường Tươi Bình Phước và Thép Xanh Nam Định. Anh Việt đã có một tình huống cao chân, nhưng đó là lợi thế dành cho Thép Xanh Nam Định. Đưa sang cánh trái, người đã phá bóng là Nhật Tân. Trần Ngọc Sơn, Ngọc Sơn qua người thành công, vẫn là Ngọc Sơn. Nhưng đã có 4 cầu thủ áo trắng bắt vây lấy Ngọc Sơn. Quyết định xử lý cá nhân tới từ Ngọc Sơn. Đâm vào nách trung lộ, dứt điểm vào. Chỉ một khoảnh khắc thôi, Thép Xanh Nam Định đã lấy được lợi thế trên sân Bình Phước trong một thế trận mà họ không tạo ra nhiều cơ hội bằng đối thủ. Chúng ta vẫn nói về những phẩm chất của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn đã có một pha đi bóng quá hay để xâm nhập vào nách trung lộ. Và mọi thứ sau đó đã được kết thúc một cách hoàn hảo với cú đá nối của Văn Đạt. Trần Văn Đạt cũng là một tài năng trẻ khác của Thép Xanh Nam Định. Và đây cũng là một cơ hội dành cho Trần Văn Đạt chứng tỏ mình trong màu áo đội bóng. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của Ngọc Sơn. Không thể ngăn cản được những pha đi bóng của Ngọc Sơn. Và điều đó đã khiến cho Trường Tư Bình Phước thủng lưới. Nhưng cũng cần phải khen ngợi Văn Đạt, bởi cú đá của Văn Đạt là quá tốt đi. Đức Huy căng ngang, cơ hội cho Văn Toàn. Văn Toàn dứt điểm vào. Chưa đầy 2 phút sau khi vào sân, Văn Toàn đã ghi bàn. Vẫn là một bài tấn công biên quen thuộc, những nhịp đưa bóng vào trong đã được đoàn quân của Liên Việt Phú Hồng Việt làm đi làm lại trong sự suốt thời gian của hiệp 1 và những phút đầu tiên của hiệp 2. Và nó lại một lần nữa phát huy được hiệu quả. Xuống biên trả ngược và kết thúc. Những công thức thì rất giống nhau, kết quả cũng vậy. Đó là những bàn thắng dành cho Thép Xanh Nam Định. Văn Toàn đã đưa ra giải pháp một cách đầy bình tĩnh, hai nhịp để khống chế bóng trước khi mở ra một góc đá. Và bản thân của thủ thành Huy Hoàng cũng đã có phần hơi giật mình sau cú đá của Văn Toàn. Rất hợp lý. Khoảng trống bây giờ là rất nhiều. Và đó là bàn thắng dành cho Thép Xanh Nam Định. Sau quá nhiều những tình huống phản công thì Nam Định cũng phải ghi bàn thôi. Đó là Văn Vĩ. Cái duyên của Văn Vĩ đã được thể hiện chỉ một vài phút sau khi cầu thủ này được tung vào sân. Kịch bản không có gì mới, một bài đánh biên. Bóng từ cánh phải đưa vào rất vừa vặn cho Văn Vĩ để cầu thủ này có thể dứt điểm. Số bây giờ đã là 3-0 rồi, nhưng nó xứng đáng với bản lĩnh mà Thép Xanh Nam Định đã thể hiện ở trận đấu này. Thì được nhắc lại với quý vị, đây là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia Casper 2023-2024. Và sau trận đấu này, đội bóng nào giành chiến thắng sẽ đối đầu với Quy Nhơn Bình Định. Cơ hội dành cho Trường Tươi Bình Phước. Căng ngang, cơ hội dứt điểm, không vào. Cơ hội để Trường Tươi Bình Phước có thể được cho các cổ động viên của họ được ăn mừng trên sân nhà. Những cú đá của Phú Nguyên ở một cự ly rất gần vẫn không thể chiến thắng được người đã chơi rất tốt trước đó, đó là thủ thành Liêm Điều. Vẫn là một quyết định ra vào hợp lý của Liêm Điều. Sự áp sát và khép góc của Liêm Điều chính là lý do chính để khiến cho Phú Nguyên không còn góc đá trong tình huống vừa rồi. Lại là những khoảng trống. Văn Toàn, Văn Toàn làm gì? Đã không thể qua người tới từ Văn Toàn.
Dứt điểm. Như vậy là tỷ số đã là 4-0 dành cho Thép Xanh Nam Định. Lần này là một nỗ lực cá nhân tới từ Hoàng Minh Tuấn. Và dứt điểm ở góc tương đối hẹp dành cho Hoàng Minh Tuấn. Chiến thắng không thể ngọt ngào hơn dành cho Thép Xanh Nam Định, dù cho họ đã phải trải qua những khó khăn trong một vài thời điểm trên sân Bình Phước. Chúng ta một lần nữa sẽ cùng được xem lại cú đá của Hoàng Minh Tuấn. Đây cũng có thể coi là một bài học quý giá dành cho những cầu thủ trẻ của trường tư Bình Phước và dành cho cả chính huấn luyện viên trưởng Nguyễn Anh Đức của đội bóng. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia Casper 2023-2024. Cú đọ sức giữa hai câu lạc bộ Meren Quy Nhơn Bình Định và Thép Xanh Nam Định. Một trận đấu rất đáng được chờ đợi. Cả hai đội bóng đều sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và đang có mặt tại top 5 của Naos V-League 1. Vẫn còn phần nào đó hơi chủ quan tới từ Melo. Đối mặt rồi, đưa bóng vào, quá đơn giản. 1-0 dành cho cao thủ Thép Xanh Nam Định. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Khi mà thủ thành của Maryland Quy Nhơn Bình Định, Huỳnh Tuấn Linh đã không thể kiểm soát tình hình được nữa. Henryo ghi bàn 1-0 cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Ngay khi mà chúng ta thấy đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy yêu cầu cao thủ Thép Xanh Maryland Quy Nhơn Bình Định thiếu gần với nhau hơn. Đường chuyền dọn cỗ của Văn Vĩ. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Khi mà chúng ta thấy Malon có hơi chần chừ, đó cũng là lúc mà Văn Toàn đã ngã xuống sân. Văn Vĩ đã xuất hiện tăng tốc rất nhanh. Một chú linh thường kiến tạo cơ hội dành cho Henryo. Xin chào quý vị, đây là những hình ảnh ở tại sân vận động Thiên Trường, nơi mà chúng ta sẽ chuẩn bị cùng nhau đến với những diễn biến ở tại giải bóng đá Cúp Quốc gia Casper 2023-2024. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân Thiên Trường trong cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định và VKMX Bình Dương. Hai đội bóng được coi là những ứng cử viên vô địch ở tại giải bóng đá Cúp Quốc gia Casper 2023-2024. Hồng Duy tiếp tục là Onoya, không có lỗi. Đó là xác định của trọng tài chính Nguyễn Ngọc Tùng. Khá rõ ràng với một tình huống mà Quang Hùng va chạm với Văn Đạt. Nhưng vấn đề ở đây có lẽ trọng tài sẽ phải xác định xem rằng liệu Quang Hùng đã vào trúng bóng hay chưa. Đó là một quả penalty. Quyết định hoàn toàn dễ hiểu đến từ trọng tài chính Nguyễn Ngọc Tùng. Nhưng trong một trận đấu quan trọng thì ông cần thời gian để có thể đưa ra được một quyết định chuẩn mực nhất. Trần Văn Đạt là người đã nhanh hơn một nhịp. Rafelson đổi người đúng hướng nhưng không thể cản phá. Đó là những nỗ lực đến từ Danh Minh Toàn. Gia đình Rafelson cũng đã ăn mừng trên khán đài của sân Thiên Trường. Khi đối đầu với những đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt và có khả năng phản công ấn tượng thì Rafelson luôn là một niềm hy vọng của Thép Xanh Nam Định để giúp cho đội nhà có thể sớm có được bàn thắng dẫn trước. Với việc thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà cổ vũ nhiệt tình. Và chúng ta có thể thấy xem lại pha đá phạt rất tốt của Rafelson trên chấm 11m. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.